Dạ xin phép xin chào anh trai nhé. Anh cho biết là anh họ tên đầy đủ là gì? Lê Văn Thuộc, sinh năm 1977. Anh thuộc à? Thuộc thuộc bài đúng không? Bài. Ồ, anh thuộc là sinh năm 77 hả? À, sinh năm 77. Anh cho hỏi là anh nguyên quán ở đâu? Quê quán Thanh Bình, Đồng Tháp. Ui giời, xa vậy. Anh thuộc hôm nay về đây nhờ anh em chị Bình Dương ghi nhờ đăng tin tìm ai? Đăng tin tìm vợ. Ồ, tìm vợ. Anh thuộc cho hỏi là vợ anh họ tên đầy đủ là gì? Nguyễn Thị Hồng Thắm, sinh năm 1982. Nguyễn Thị Hồng Thắm sinh năm 1982. À, Vợ đúng. anh nguyên quán ở đâu? Quê quán Bình Thuận. Ôi giời ơi xa vậy. Trước mình gặp vợ ở đâu? Trước gặp vợ ở quê vợ Ồ, Bình Thuận hả? Bình Thuận Anh làm việc ở đó hả? làm việc đó, Anh chị được mấy người con rồi? chưa có con, Sao kỳ vậy? Chưa có con, mình yêu nhau lấy nhau lâu chưa? lấy nhau 8 năm rồi mà vợ không sanh được. Ôi giời ơi, vợ đẹp cái kia ông sinh nhật uổng nhờ. Thế vợ là hai vợ chồng anh là ở với nhau 8 năm là anh vợ anh làm công việc gì? Thì vợ chồng cũng đi làm bên xây dựng nha. Ồ, hai vợ chồng làm xây dựng luôn hả? À đúng rồi, Ồ, mình kinh tế ổn không anh? cũng ổn, Tháng hai vợ chồng thu nhập được nhiều không? tháng hai chồng cũng được mười mấy triệu. Vui vậy là ngon rồi. Vậy là mình mua được đất, mua được nhà thành phố chưa? Chưa. Chưa, để dành tiền hả? Dành được nhiều chưa? Dành tiền được nhiều chưa? Nó nghe cũng có con cha con cháu cháu luôn kia thử đủ ăn qua ngày. À À, thôi được rồi, kệ đi. Cuộc sống có lúc nọ lúc kia anh. Rồi anh cho biết này, hôm nay anh về đây nhờ anh em phải giúp Bình Dương ghi hình đăng tin tìm vợ đúng không? dạ đúng anh, Dạ. Anh cho biết này, lý do tại sao vợ anh bỏ nhà đi. lại vợ bữa đó đi á là điện thoại cho tôi nói là đi bán phụ bán cơm ở thành phố, mà rồi vợ không có ở thành phố, cái 5 ngày sau vợ trước khi đi 5 ngày gọi điện cho tôi nói là anh ơi cứu em với, Ồ. rồi tôi chỉ nghe như vậy thôi, rồi 2 tiếng nói thôi là bắt đầu mất liên lạc luôn. Ừ. Anh ơi cứu em với. Trước vợ anh đi làm cùng anh mà sao tự nhiên lại đi xin làm chỗ khác? Bởi vì vợ buồn chuyện gia đình mà mình không biết buồn cái chuyện gì. Ồ. Anh đi làm hàng tháng có đưa tiền vợ giữ không? Đâu đó giờ làm đưa vợ không à? Ấy giời, vậy là anh không giữ cái gì luôn à? Không. Để vợ cầm hết. Không có, nếu cũng không có dư giả gì, vì gì mình đi về trển Tết rồi mình xuống á cũng đâu còn tiền. Nghe khổ nhỉ. Thế vợ anh là xin anh đi làm chỗ khác hả? Hay là vợ trốn đi? Vợ buồn xin tôi, không có xin tôi mà đều dặn tôi rồi đi. À giận hả? Hai vợ chồng anh có gây lộn không? Cãi nhau Hồi lúc trước á đi về thăm ông già vợ, rồi đi về tới ngoài xe Bình Thuận á, về tới ngoài nhà của ông đầu dưới, nhà ông già vợ cách nhau 7 cây số, mà về tới ngoài 9 giờ tối, ủa 9 giờ sáng mà tới 9 giờ tối mới về nhà. Rồi tôi có dặn, tôi chửi thề, tôi mới nói là đụng mẹ cha mẹ mà không lo, mà đi lo người dân, cha mẹ mình là chính, thì chỉ có cãi qua cái lợi nhiều mà tôi sai cái là tôi chửi thề. Vậy mình chỉ thề. Lần là vợ đi luôn hả? Rồi bắt đầu vợ ở ngoài luôn không về, tôi có ra rước, 5 ngày sau tôi ra rước mà vợ không có về, rồi vợ mới đi theo mấy đứa em đi nhổ mì. Nhổ mì là 1 tháng rồi vợ bệnh không đi làm nấu nữa, về nhà. Nhổ Bình Thuận hả? Vợ Bình Thuận. Rồi vợ đi về nhà. Về nhà là nhà anh hay nhà ba mẹ Về vợ? nhà ba mẹ bên vợ. Rồi cái có một người phụ nữ điện hoài à, điện kêu đi phụ bán cơm. Mà cái người đó là lừa vợ tôi chứ không có buôn bán gì hết á. Ôi trời ơi. Rồi vợ tôi mới nghe lời là ôm gói đi đó. Vậy là Đi cái người ngày chủ nhật bữa nay nữa là 19 ngày. Chủ nhật này nữa là 3 tuần. người phụ nữ đó là nguyên quán ở đâu? Người phụ nữ đó là thấy ở trên cái clip á, là để là ở Trà Vinh. Ôi trời ơi. Vậy là người phụ nữ dụ vợ anh đi đâu? Bây giờ tôi cũng không hiểu là đi đâu. Vợ anh đi là có đem theo tiền bạc gì không? Không. Xe pháo gì không? Không có gì hết, chỉ có đồ bạn thôi. Mỗi đồ đấy hả? Có đồ bạn à. Thế khổ quá nhỉ. Là hôm nay vợ anh đi là anh không biết đúng không? Rồi hôm đi á mình tưởng là vợ điện vậy á, nó nói là tôi đi mua mốt á, tôi tháo sim tôi bỏ, tôi cũng tưởng là vợ tôi nói như vậy, dặn tôi nói vậy thôi, rồi bỏ luôn. Tới ngày hôm nay vợ tôi đi á là mấy ngày sau có gọi điện cho tôi nói vợ ông đang ở đâu vậy, rồi tôi mới nói là tôi đang ở nhà,
với nằm với cháu nội. Rồi nói ông rảnh ông ra ông rước tôi, ông cứu tôi. Ông cứu tôi. Rồi chỉ nói có 3 tiếng nói đó thôi, là từ đó tới bữa nay mất liên lạc số điện thoại luôn. Lâu chưa anh? Là tới bữa nay nữa là 19 ngày đó. 19 ngày. Là nó là nhớ từng ngày luôn. Đó là ông ấy cứu tôi. Là vợ tôi bị người ta lừa. Thật sự là không có đi bán cơm bán gì hết. Vậy là anh có biết là vợ anh là bị ai bắt mà cứu là cứu cái gì không? Tôi á, cái thứ nhất là tôi quan sát là tôi nghĩ trong lòng của tôi bị hõm gài, tôi thấy livestream lên ngoài. Một, bắt vợ tôi về là để cho phục vụ quán. Quán là phục vụ quán ăn hay quán gì? Phục vụ quán mà loại quán trá hình đó. Quán trá hình là biôm à? Chắc có thể là vậy. Ôi giời ơi, vợ anh già này mà bốn mấy đâu mà sao lại biôm nữa? Anh thấy kìa, hiện giờ đang quay tới đớp ngoài kìa, gửi qua cho tôi luôn kìa. Ai quay? Cái người đó đó. Là người phụ nữ khác? À, mà quay vợ anh? À, lấy cái máy, cái người đó là một cái người chủ. À, quay gửi cho anh. Quay vợ cho tôi thấy. Quay vợ anh đúng không? À, quay vợ tôi kia cho tôi thấy. Ôi giời ơi. Xin chào quý vị các bạn, thì hiện nay bên Công Trần đang bán tinh dầu gia truyền của công ty Dạ Thảo Liên. Đặc biệt bên mình đang bán những thuốc về viêm khoang miệng như sâu răng, hôi miệng, viêm lợi, chảy máu chân răng, ê bút chân răng, nhiệt miệng, lấm lưỡi, lưỡi bản đồ, viêm nứt da miệng, viêm abidan, viêm tai giữa, đặc trị các bệnh về lấm móc, lấm caro, trị bỏng, lấm móng tay móng chân, điều trị đều khỏi. Quý vị mua hàng yên tâm, sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép và sử dụng. Quý khách mua hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Xin chân thành cảm ơn. Ôi, khổ rồi anh ơi. Thế là bây giờ là vợ anh bảo là cứu, nhưng mà cứu giả bộ vậy thôi chứ đâu phải thật đâu. Anh biết là thật không? Tôi á, theo cái quan điểm của tôi á, vợ tôi không phải là người như vậy. Tôi tuyệt đối không bao giờ tôi tin vợ tôi như vậy. Vợ rất tin vợ. Tại vợ tôi mắc bị người ta lừa. Vậy là hiện nay là anh đang nghĩ là vợ anh bị người ta ép bán quán ở đâu? Tôi theo hiện bây giờ đó, bây giờ quay cái cảnh hiện giờ đó là có thể vòng vòng Chùa Dơ, Sóc Trăng. Ui giời ơi, xa vậy. Vậy đi từ miền Trung Sóc Trăng luôn. À, bây giờ hiện nay là vợ anh là đang ở một quán hay mấy quán? Có địa chỉ không? Không có biết địa chỉ, nó chỉ là lên cái livestream lên cho mình thấy rồi mình tức chơi vậy thôi rồi nó tắt. Vậy là người khác người ta gửi đúng không? Cầm cái máy, cái nick của vợ tôi, hồi đó giờ không có cho xài, bữa nay mới lú cái xài tắt thì kìa, nó gỡ hình qua tôi kìa. Ôi trời ơi, vậy là máy của vợ anh, nhưng người khác quay phim, à, gửi cho anh. À, nghe nhạc thôi chứ không nghe tiếng nói người nào hết. Vậy là vợ anh hiện nay có phải tiếp khách không, tiếp nhiều khách không? Chắc có thể quan điểm của tôi là tôi nghĩ như vậy, vợ tôi bị người ta ép. Anh đã thấy tiếp khách chưa, thấy người ta quay phim tiếp khách chưa? Bây giờ nó quay là chỉ thấy cái người chủ đó thôi, còn bao nhiêu là nó che màn hình là hết. Nghe tiếng thôi. Vậy là phải tiếng nhạc thôi. Ôi trời ơi, khổ quá. Thế là vậy là bây giờ là phải tiếp khách rồi. Mà theo tôi á, tính chất là vợ của tôi, một bị lừa, hai nữa bị vợ tôi hầu đó tới bây giờ chưa biết là cái Sóc Trăng ra làm sao hết á. Anh cho em hỏi này, hồi trước đây là anh mới chỉ là anh đã từng có vợ chưa? Tôi có vợ rồi, vợ tôi mất. À, được mấy người con rồi anh? Có một thằng con trai à. Đang ở với ai? Ở với tôi. Ồ, thế còn vợ anh là trước có chồng chưa? Vợ có chồng rồi. Vợ ly hôn hả? Ly hôn, mới gặp tôi. Thế là hai vợ chồng anh là sống với nhau là chính thức là 8 năm? 8 năm rồi. Mình có nhậu nhạt bê tha đánh vợ không? Không, không, cái vụ đó là vụ nhậu nhạt bê tha đánh vợ là không có. Chắc chắn là không có đúng không? Không, chắc chắn là không có. Tối là hai vợ chồng về có ngủ chung không? Có. Có ôm nhau ngủ không hay là mỗi có, người làm bình thường. Vợ tôi thương tôi lắm. Vậy là hai vợ chồng vẫn sinh hoạt bình thường. Sinh hoạt bình thường. Không có chuyện gì xảy ra. Không có gì hết á. Rồi cái ngày á vợ tôi đi. Nhỏ em dâu á, con dâu nó điện, nó hỏi là mợ ơi, mẹ đi đâu mà biết nào mẹ có điện về mà cho con hay. Rồi á điện về cho em dâu của bà mới nói là bà đi bán, đi rửa chén, rửa tô ở quán phở. Mà thật sự cái người gọi vợ tôi đi á là không có bán quán, bán phở gì hết á. Thế là anh hiện, nhưng mà anh đã nhìn thấy cái cảnh mà quay người ta quay là vợ anh tiếp khách chưa? Bây giờ thí dụ có khách ngồi đó mà nó che lại hết à, nó không cho mình thấy hình. Mà chỉ thấy cái người chủ thôi. Nhưng mà liệu vợ anh phải bị bắt này hay là vợ anh thích tiền nhiều? Không, vợ tôi không bao giờ nói vụ thích tiền nhiều. Vợ tôi bị người ta bắt, bây giờ đi đâu có người canh cửa đó. Ui giời ơi. Quay lên livestream á. Một chút xíu tôi bắt điện thoại lên tôi cho anh coi. Nhưng vợ anh nhìn bên ngoài có dễ thương không?
Đẹp không? Dạ tôi cũng được ngừ. Cao không? Lùn chứ không có cao. Nhưng mà nhìn dễ thương, trắng trẻo đúng không? Đúng rồi. Mà tôi biết tin chắc vợ tôi không bao giờ phản bội tôi. Vợ anh ở nhà thường thường có bấm điện thoại không? Có. Có hát mà vợ trên... tôi chỉ bấm là từ cái ngày mà 28 Tết á. Là tới ngày mà vợ tôi đi thôi, hay bấm TikTok với livestream. Vợ anh có hát hò trên TikTok không? Có. Ôi. Vợ tôi có. Mà rồi. Chỉ mới đây thôi, hồi đó giờ không có. Mới này xong đi luôn đúng không? À. Đó. Vậy là bị người ta dụ rồi. Vợ anh là liệu trong người trước khi đi là có tiền không? Vợ tôi chỉ nếu có đi là có đủ tiền xe thôi. Chứ theo độ là không còn tiền, bị vợ tôi bệnh. Đến giờ phút này là 19 ngày rồi. Là 19 ngày, ngày nay là ngày thứ 20 nè. Ôi giời. Anh có hy vọng là vợ anh sẽ quay trở về hoặc là cái cuộc điện thoại đó là vợ anh đánh lừa anh không? Không, tôi không bao giờ nghĩ vợ tôi lừa tôi. Anh tin chắc chắn là tin vợ như vậy? Tin chắc, không bao giờ. Vì cái ngày mà vợ tôi, cái bà chủ qua livestream lên á, là vợ tôi nằm mà cái tư cách kỳ lắm, nói chuyện kỳ lắm. Vợ tôi hình như là người ta cho uống cái gì đó. Chứ vợ tôi không bao giờ như vậy. Từ trước là anh vẫn tin vợ thì vậy đúng không? Đúng như vậy, mà vợ tôi á, hồi đó tới giờ, thậm chí cái thành phố á, ở đây mấy năm trời, cả chục năm rồi á, thành phố chưa biết gành. Làm gì mà bây giờ đi biết đi đầu này đầu kia miệt dứ đâu kia. Không bao giờ. Anh có nghi ngờ là người chính người phụ nữ đó dụ vợ anh, nó là chỉ một phần gọi là đấy là cái bình phong thôi. Nhưng thực sự là vợ anh đang quen người đàn ông khác, người đàn ta dụ vợ anh đi nhé. Anh có tin không? Bây giờ cái người mà nếu mà vợ tôi quen là cũng cái bà này ép, ép buộc. Vậy là hiện nay vợ anh là 40 mấy tuổi mà tại sao người ta vẫn sử dụng điện thoại của vợ anh mà vợ anh không biết à hay sao? Bây giờ tôi cũng không hiểu cái chuyện này ra sao mà vợ tôi á, cái ngày mà livestream lên tôi nhìn mặt á, cái tư cách của vợ tôi nói chuyện là khác thường hơn hồi xưa nhiều lắm. Cũng như em bé vậy á, như nít vậy á, nói chuyện gì hay nói tới nó lui nó hoài. Nói chuyện ẻo ẻo đúng không? Đúng rồi, trong quán này thường thường người ta huấn luyện là phải nào nói chuyện là nhẹ nhàng như vậy đó anh. Chứ không có nói chuyện một người trưởng thành đâu, một người lớn tuổi đâu. Giờ tôi chỉ công, tôi chỉ cầu mong đội hiệp sĩ Bình Dương cầu cứu giúp giùm tôi. Anh nói lại cho em cái địa chỉ đó ở đâu? Nhà em hả? Cái địa chỉ mà vợ anh hiện nay đang nghi ngờ bán quán á, bị người ta ép bán quán á. Vợ tôi là ở là Sóc Trăng. Hiện bây giờ mà bây giờ tôi nói như vậy trong ngày bên kia nó thấy nó đem đi chỗ khác. Không có giấu đâu anh ạ, giấu trong đảo Phú Quốc cũng không giấu được nha. Hiện bây giờ đó là vợ tôi là ở ở trong một cái căn nhà bự lắm, mà căn nhà quan có một cái nhà một thôi mà ở kế đó là cái chùa. Vì nó mới đăng lên nè tôi thấy. Là chỉ một cái nhà rộng lắm, bây giờ đang hát nhạc tung tăng ở trong đó lắm. Rồi anh em sẽ khoanh vùng khu vực đó nhé, để kiểm tra thông tin của anh. Đúng thực sự vợ anh ở đó thì nếu mà vợ anh mà bị bắt, bị ép thì các anh em sẽ giải cứu giúp về. Dạ. Mà nếu đúng thực sự mà vợ anh không phải bị như vậy mà vợ anh tự nguyện mà muốn ở đó thì anh em cũng chỉ giúp anh cho gặp vợ thôi. Dạ dạ, cái đó cảm ơn anh nhiều. Anh à, tôi cái này tôi nói thật sự, vợ tôi bị người ta ép, với hai nữa bị người ta xài đồ gì đây nè. Con vợ tôi là bây giờ cũng như người là bà, người đó nói cái gì là nghe cái nấy. Đúng cái rồi. Gì là nghe cái nấy. Thậm chí vợ tôi á dân trao đổi hai ngày không được. Mà tới ngày hôm nay á là không bao giờ điện, mà bên con tôi á nó len nó lấy cái nick của bà nó coi, nó bà gặp cái là bà xóa liền tất cả, bà xóa mắt hết luôn. Bà gặp là bà xóa, mà cái nhỏ con dâu cứ tạo nít hoài, tạo nít coi hoài, mà bà gặp bà xóa, còn nó xóa luôn cơ, 5 ngày trước biệt tích luôn, không có cái dấu hiệu gì hết. Rồi bữa nay á, mới like lên, mà like lên rồi bắt nhạc lớn lắm mà không thấy người. Ê khổ rồi, vợ anh chắc là muốn ăn mặc sạch sẽ rồi, muốn là kiếm nhiều tiền để phục vụ quán này khổ rồi. Không phải, vợ tôi tin chắc là vợ tôi bị lừa, chứ không phải vợ tôi muốn kiếm đồng tiền như vậy. Vợ giờ... chồng tôi nghèo thiệt chứ. Tôi đi làm mà có thể. Anh có nghĩ là vợ anh bỏ anh luôn xong rồi đi kiếm việc khác, là đi vô quán để việc nhẹ lương cao để kiếm tiền cách khác không? Tôi bảo đảm vợ tôi bị lừa chứ không bao giờ vợ tôi như vậy. Gọi là mình tuyệt đối rất tin vợ. Rất tin. Vợ anh tôi không bao giờ. Anh từ trước là đã bị một người phụ nữ nào lừa anh chưa? Gạt anh chưa? Hồi đó vợ tôi chưa bị ai gạt hết á. Đó. Vì vậy anh tin người khác đúng không? Đồng ý là tôi, cuộc sống bị gì vợ tôi á, sống với tôi biết. Vợ tôi không bao giờ lừa tôi đâu. Nhưng mà hôm ấy vì chuyện gì mà vợ anh lại giận anh đến mức độ phải bỏ đi?
Tôi kể cho anh nghe, thì cái vụ mà đi về thăm vợ vợ mà về nhà trễ thì nói thẳng là tôi đừng ông mà cũng nóng tính, mình cũng thương vợ quá, mình té ra cũng như là mình ghen đi, thì mình tôi nói thẳng cái gì tôi nói sao nói vậy, là tôi có chữ thề, tôi có chữ vợ tôi, mà đè bữa đó nó xui có cái là vợ tôi tải lo lớn, nó ngồi kế ông già vợ Ôi giời ơi. nó, vì cái đó là cái tôi chửi như là lỗi của tôi. Mình Rồi xin lỗi vợ chưa? Hôm nay xin lỗi vợ có chưa? đi ra tới nhà ngoại xin lỗi luôn, từ đây xách từ Bình Chánh mà tôi chạy xe ra tới ngoài ngoài Bình chỗ căn Thuận. cứ 6 á, Ôi nhà ông già giời. vợ căn cứ 6 đi vô 7 cây số nữa, Rất xa. đi vô đường xe lửa mà vô sông Vinh á. Rồi. Rồi tôi xin lên năn nỉ nhận lỗi, vợ đuổi về, Bạn mà đuổi về vợ luôn à? đuổi về rồi mà nói nghe, vợ tôi cũng điện không nói chuyện với tôi mà đều có cái nói chuyện với con dâu cũng hỏi thăm tôi hoài à. Vợ tôi mới nói là kêu con dâu tôi á, mày kêu ba mày á ra ăn uống vô, tao thấy ông quá ốm rồi, bị con dâu tôi chụp hình gửi qua đó. Thế khổ nhỉ. Thế là vợ anh hôm nay anh phải về một mình. Là tôi về ở một mình á. Thế là từ hôm đó là giờ phút này anh đã tìm vợ những đâu rồi? Tôi không có biết đi đâu tìm, nhưng tôi không có biết dấu vết gì, thành thử không tìm được. Anh có hy vọng là hôm nay về đây nhờ anh em vị trí Bình Dương sẽ tìm được vợ anh không? Tôi rất hy vọng, tôi mong mấy anh rất hy vọng luôn á, Gọi là hy vọng đúng không? tôi tự tin luôn á, rất hy vọng. Ở đây anh em mình sẽ tìm được, nhưng quan trọng là vợ anh xem được là vợ anh có về hay không mới là vấn đề quan trọng. Giờ Em chỉ sợ là vợ anh đôi khi là không thương anh nữa thì rất khó. không không phải vậy đâu, bây giờ tới em vợ tôi luôn kia, vợ ở ngoài chết lên chết xuống ngoài nhà kìa, Gọi bởi là vì ngày điện về á là bà nói bà phụ rửa chén rửa tô, mà thật sự không có, cái bà cái bên lừa mới đẩy luôn tuốt xuống dưới luôn á. Thế khổ nhỉ. Lúc có thì mình lẽ ra lúc có thì mình về trân trọng, đừng có lên hạn chế, lên chửi nhau, giận nhau thế này. Đây cũng là lỗi của anh một phần. Đúng Nếu rồi, mà anh không giận vợ anh mà anh không cãi lộn với vợ thì vợ đâu có bỏ đi đâu. đúng rồi, nói đúng. Thế khổ. Rồi anh hãy nói một điều gì đó tình cảm nhất đi để dành cho vợ, hy vọng là vợ xem được, vợ suy nghĩ lại, vợ quay trở về với anh. Thôi giờ em ơi, tôi biết tôi có lỗi rồi, tôi chửi bà vậy tôi sai rồi, bà cho tôi xin lỗi đi, rồi bà về với cháu luôn kia đi, mấy nhỏ nó nhớ bà lắm, cả đêm không ngủ được. Hậu hôm này á, con sữa với con gạo nó thức đó, tới 2 giờ phía đó, tôi mong bà về đi, bây giờ bà về thăm cháu đi, bà thương tôi không thương nữa cũng được nữa. Anh có hứa là từ nay về sau là anh không chửi vợ đâu, không đánh vợ không, không Không, không mắng tôi hứa là vợ tôi không có chửi vợ tôi nữa đâu. không? Vợ anh từ trước là có chịu khó làm ăn không? Vợ tôi cực khổ lắm, Đấy, thế mà mình không thương. Vợ anh có ăn mặc đẹp không? ít lắm, ít khi nào ăn dọn như người ta, lúc đi làm mà về tối rồi hai chồng chở nhau đi chơi, đi uống trà sữa về à, Tình cảm chứ, đi uống với trà sữa chở cháu gì? nội Vậy là bữa tình nào cảm cũng vậy chứ. đó. Vậy là quá tình cảm ấy. Thế khổ thật. Tình cảm thế này mà không biết thương nhau này, hỏng rồi. Tôi nhìn như vậy là tôi biết vợ tôi bị người ta lừa, nhìn cái khuôn mặt với cái tư cách nói chuyện á Là biết là bị lừa đúng là con người lừa đừ sao lắm, không? nói gì đâu không à. Thế khổ thật. Bây giờ anh hãy nói một điều gì đó để cho cái người nào đó thực sự người ta đang lừa vợ anh. Hãy buông tha vợ anh ra để vợ anh sớm quay trở về. Tôi giờ tôi xin á chị, không biết chị tên gì, tôi không biết, giờ tôi van xin chị buông tha cho vợ tôi về với con với cháu đi, tôi xin chị đó. Khổ quá, anh thấy giờ mất vợ khổ không? Đúng không? Đấy, trước đây có người nấu cơm cho ăn đúng không? Có người trò Anh chuyện biết tâm á, sự. tôi 69 kg, giờ tôi còn 50 đúng không? Ui trời ơi, mất nhiều hao ấy. Ông anh nhìn tôi dễ có 50 kg à. Hao quá, mất hết thịt rồi. Anh tính đi, tôi bữa nay nữa là 18 ngày á, tôi không ăn một cơm. Ui trời ơi, Tôi chỉ uống nước thôi à. đừng anh ạ, phải ăn. Ăn không được à, nào sáng này nè, cái ông anh đi chung á, ông mới kêu tôi hủ tiếu, cục có bà lớn như nè, mà tôi gấp lên đũa và tôi nhả ra tôi không nuốt. Nuốt không được luôn à? Không được. Đấy, cố gắng ăn anh ạ. Ăn để chờ thông tin là vợ về Dạ. nhá. Tôi cũng mong mấy anh mấy chú giúp tôi. Rồi anh em đi cố gắng nhá. Dạ. Mình về khắc phục lại là không có Dạ la dạ. dày vợ nữa. Về phụ Dạ. nữ để yêu thương mà.
Dạ. nhé. Phụ nữ mình nói lặng tiếng, nói lớn tiếng người ta đã bỏ rồi, người ta giận rồi, đúng không? Mà mình đi Dạ. chửi người ta là không được, chửi thề rất là thua luôn rồi Cái nhé. đó thì cũng lỗi tại mình Đấy, nữa. mình đàn ông mình đừng có cậy là mình có sức là mình chửi thề người ta, đúng không? Đúng rồi anh. Người ta cũng chửi mình, vợ mình cũng chửi mình có tức không, Bởi vậy đúng mình không? cũng tức, người Mình ta phải cũng bình vậy thôi. đẳng, ai cũng đều là con người cả mà, đúng không? Mình chửi người ta là người ta cũng chửi mình thôi, phải không ạ? Vậy tôi chỉ gian trình á, trên mấy chị á, như chị đó đó, tên chị tên gì tôi không có biết, mà tôi gian trình cho chị buông tha cho vợ tôi về. Rồi em cảm ơn cái cuộc chia sẻ của anh nhé. Dạ. Hôm nay anh về đây nhờ anh em phải ship bình dương ghi hình để đăng tin để tìm vợ. Dạ. Anh có đồng ý cho các anh em chia sẻ tất cả thông tin của anh lên tất cả trang mạng xã hội để cho mọi người chia sẻ để sớm biết Dạ. được thông tin chính thức vợ anh đang ở Có. đâu không? Có. Rồi, cảm ơn anh nhé. Dạ. Chúc anh thường lộ bình an, luôn luôn mạnh Dạ. khỏe, hạnh phúc. Hy Dạ vọng trong dạ. một vài ngày tới anh em sẽ tìm ra thông tin vợ anh đang ở đâu nhé. Dạ. Dạ, kính thưa cô chú anh chị bạn, đây là tiếp tục cái câu chuyện tiếp theo, là một anh trai hiện nay đang sinh sống ở một tỉnh rất xa. Về đây để nhờ anh em ship bình dương ghi hình để đăng tin để tìm vợ. Trong câu chuyện này thì anh trai này hiện tại chia sẻ thì rất thương vợ và tuyệt đối là rất tin, nhưng không hiểu là vợ bỏ hay vợ chán hay vợ bị lừa bị dụ. Hiện nay theo thông tin anh trai chia sẻ là vợ đang bị ép trong một cái quán đang gọi là phục vụ các quý đàn ông, chưa biết là thông tin là có đúng hay không. Hy vọng là các cô chú chị hãy chia sẻ nhiều hơn nữa, nếu ai biết được thông tin chính thức chị gái đang ở đâu thì báo tin giúp anh em Hiệp sĩ Bình Dương theo số điện thoại 0913 785858 để anh em này sẽ có hướng để giúp anh trai. Rồi, xin chào và hẹn mọi người trong những video tiếp theo nha.